Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến hành trình về với Điện Biên của Đoàn Huyện ủy Quốc Oai sáng ngày 30 tháng 3, đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa Trang Đồi A1. Nghĩa Trang Liệt sĩ A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử Đồi A1 vài trăm mét về phía nam bên con đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, với 644 phần mộ liệt sĩ được quy tập và yên nghỉ. Dâng hương dâng hoa tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Đồi A1, đoàn lãnh đạo Huyện ủy Quốc Oai đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tại đây, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quốc Oai đã nghẹn ngào và xúc động trước các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu quên thân mình, hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong bài dâng hương có đoạn viết: "Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội trân trọng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh vì tự do độc lập của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ." Rời Nghĩa Trang Liệt sĩ Đồi A1, đoàn đến thăm thực địa nơi diễn ra trận chiến ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đó là Đồi A1. Di tích Đồi A1 là một trong những điểm di tích nổi bật thuộc di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ. Đồi A1 ẩn chứa trong mình sự linh thiêng huyền bí vốn có từ ngàn xưa, là điểm có vị trí vô cùng quan trọng để quan sát, theo dõi, khống chế lòng chảo Điện Biên. Trong hành trình thiên di của dân tộc Thái ở thế kỷ thứ 12, thủ lĩnh làng Trường đã chọn đồi này là điểm dừng chân để lập doanh trại, dựng bản khai mường, nên người dân đã gọi là Đồi Lạc Trượng. Sau khi thực dân Pháp xâm chiếm, cho xây dựng đồn bốt và lô cốt, nên người dân địa phương gọi là Đồi Đồn Tây. Đến năm 1953, nhằm thực hiện kế hoạch Nava, thực dân Pháp đã xây dựng nơi đây thành cứ điểm quân sự quan trọng vững chắc và đặt tên là Elian, tên một người con gái đẹp của nước Pháp. Trên đồi này đã từng có một ngôi đền. Trong quá trình xây dựng và giao chiến, ngôi đền đã bị tàn phá. Chứng tích còn sót lại là ít nền móng gạch và cây đa nằm cạnh đền thờ bị chặt cụt ngọn. Lô cốt cành cây đa được gọi là lô cốt cây đa cụt. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Bộ Chỉ huy chiến dịch đã đặt tên cho cứ điểm Đồi A1. Tại nơi đây, nhiều trận giao chiến ác liệt diễn ra trong suốt 39 ngày đêm. Hai bên giành giật nhau từng tấc đất, mét chiến hào. Hơn 2.500 người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình cho độc lập tự do của đất nước, cho chiến dịch đến ngày toàn thắng. Máu của các anh đã thấm đẫm từng tấc đất ngọn cỏ nơi chiến hào. Bao liệt sĩ trên mỗi mét chiến hào, người hy sinh, người giật giành từng tấc đất. Hố bộc phá, hình loa kèn xung trận, vọng ngàn năm như mệnh lệnh không lời. Đến nay, vẫn còn rất nhiều hài cốt các anh hùng liệt sĩ mãi yên nghỉ tại nơi đây trong lòng đất mẹ yêu thương. Mãi mãi là một phần của A1, linh thiêng huyền thoại, với khúc tráng ca bất tử Điện Biên Phủ anh hùng. Thân ngã xuống thành đất đai tổ quốc, hồn bay lên hóa sinh khí quốc gia. Lần này, đoàn công tác của Huyện ủy Quốc Oai chúng tôi về với Điện Biên, về với 70 năm chiến thắng Điện Biên oai hùng. Về đây, đoàn cán bộ của Huyện ủy Quốc Oai chúng tôi hiểu rõ thêm những chiến công vang dội của dân tộc ta và cả sự hy sinh mất mát của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam để có cái độc lập của ngày hôm nay. Những chiến công của các anh mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, mãi mãi là sự khích lệ, động viên cho các thế hệ cán bộ của Huyện Quốc Oai sẽ ra sức phấn đấu, học tập
lao động noi gương các anh xây dựng quê hương Quốc Oai ngày càng giàu đẹp văn minh như hòng mong muốn của các anh, để đất nước mãi mãi trường tồn và phát triển. Chuyến đi mang ý nghĩa lịch sử, chuyến đi là hướng về với cội nguồn, làm giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương đất nước của chúng ta. Về với Điện Biên hôm nay, chúng ta thấy khu chiến trường xưa đã trở thành một thành phố sôi động phát triển. Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy và chứng kiến những di tích lịch sử, những câu chuyện cảm động và thực địa chiến trường, là những câu chuyện huyền thoại, là những bản tình ca bất hủ về sự dũng cảm kiên cường và anh dũng hy sinh của bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt là tài thao chí chiến lược linh hoạt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung ương Đảng ta. Một lần nữa chúng ta tự hào về những người con dân đất Việt gan góc, kiên cường, dũng mãnh, thông minh, sáng tạo để làm nên bản tình ca Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Mà hôm nay, đoàn cán bộ huyện ủy Quốc Oai được xem, được thấy như những thước phim sống động, phản ánh chân thực, đầy thuyết phục của dân tộc Việt Nam chúng ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, giải phóng dân tộc, đưa đất nước ta vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những đêm dài chiến đấu, ngày đêm ta